Ngày 25 tháng 12, Hà Nội ghi nhận 1.879 ca COVID-19, trong đó có 549 ca tại cộng đồng. Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18 giờ ngày 24 tháng 12 đến 18 giờ ngày 25 tháng 12, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.879 ca COVID-19 tăng 45 ca so với ngày hôm qua, trong đó có 549 ca tại cộng đồng, 1.272 ca tại khu cách ly và 58 ca tại khu phong tỏa. Như vậy, đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca dương tính tại Hà Nội tăng mạnh tới trên 1.800 ca trên ngày. Các bệnh nhân mắc mới phân bố tại 350 xã, phường, thị trấn thuộc 30 trên 30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hoàng Mai 207, Đống Đa 166, Long Biên 120, Thanh Trì 108, Thanh Xuân 104, Đông Anh 96, Hoàng Kiếm 93. Riêng 549 ca cộng đồng được ghi nhận tại 204 xã, phường thuộc 28 trên 30 quận, huyện, một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như Hoàng Mai 60, Thanh Xuân 51, Đống Đa 48, Thanh Trì 46, Long Biên 37, Tây Hồ 30. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 37.522 ca, trong đó Số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 13.539 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 23.983 ca. Trước thực tế số ca mắc đang gia tăng nhanh trong những ngày gần đây, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, chủ động, sẵn sàng ứng phó nhanh, kịp thời, đáp ứng hiệu quả trước mọi diễn biến của dịch. Đặc biệt, duy trì các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Các đơn vị trong toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, phát triển các kỹ thuật tiên tiến và hiện đại trong khám và điều trị tại các bệnh viện của thành phố. Đặc biệt, cần quan tâm, chú trọng đến phát triển hệ thống y tế cơ sở. Bà Trần Thị Nhị Hà nhấn mạnh, bước 1, truy cập vào trang https2.gạch-gạch-pc covid.gov.vn hoặc tải trực tiếp từ App Store hay CH Play. Bước 2, sau khi tải về ứng dụng sẽ yêu cầu nhập số điện thoại để nhận mã OTP kích hoạt. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth, hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bước 3, sau khi cài đặt xong, bấm quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét đã sử dụng PC COVID, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc. Khai báo y tế khi có các dấu hiệu như ho, sốt, mất vị giác hoặc có liên quan, tiếp xúc người nghi nhiễm COVID-19 luôn luôn quét mã qr nơi bạn đến các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé